Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ngôi nhà của Thanh Bang. Các bạn ơi, vậy là mình đã thi gần xong các môn thi giữa kỳ rồi. Và mình chỉ còn mỗi môn nữa là môn tin học thôi các bạn ạ. Và điểm thi của mình cũng khá tốt các bạn ạ. Dạo này mình học, mình phải làm rất là nhiều đề cương để mình ôn tập luôn. Các bạn thấy chưa? Trời ơi, mình học bây giờ mình rất là mệt mỏi và vất vả luôn các bạn ơi. Thế các bạn đã thi giữa kỳ chưa? Ai thi giữa kỳ rồi và có điểm thiệt là cao thì hãy comment cho mình biết nha. Ôi mình mệt quá các bạn ạ. Đói nữa, mình phải nhờ Ngọc Zuby lấy cho mình một ít đồ ăn mới được. Ngọc Zuby ơi! Ngọc Zuby ơi! Chết rồi các bạn ơi! Ngọc Zuby đi đâu rồi các bạn ơi? Sao mình gọi không thưa nhỉ? Đáng ra là em phải ngồi ở dưới xem TV chứ. Chết rồi các bạn ơi, hôm nay mẹ mình đi làm, mẹ mình dặn là ở nhà học bài phải trông Ngọc Zuby nữa. Mà bây giờ em mới đi đâu rồi? Chết rồi, phải làm sao đây? Nhờ em mới bị bắt cóc thì mẹ về để đánh mình chết các bạn ạ. Trong chiếc điện thoại này. Chết rồi, bây giờ mình phải chui ngay vào trong cái điện thoại này để mình giải cứu em trai của mình các bạn ạ. Thôi, các bạn cùng mình giải cứu Ngọc Ruby nhá. Đây rồi, các bạn ơi. Trời ơi, Ngọc Ruby của mình lại làm thế nào mà lại chui vào cái chỗ nguy hiểm như này đây. À đúng rồi, Ngọc Ruby bị bắt cóc rồi này các bạn ơi. Trời ơi, có một cái chú xã hội đen ở dưới đang đi quanh quẩn lại này, cầm cái súng dẹp lép nhưng mà bắn được cái các bạn ạ. Bây giờ mình phải cắt lưỡi tơ lại trước nè. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái vật cái miếng nhú này. Chết rồi các bạn ơi, chú ấy nhảy lên trên chú ấy bắn chết em mình rồi. Bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? Bây giờ mình sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ để bao giờ mình phải cứu được em trai của mình mới được. Mình nghĩ rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cắt cái này trước nè. Cho chú ấy nướng này, cắt cái lưỡi cưa này. Yeah, thế là lưỡi cưa đã chém chết chú ấy rồi. Bây giờ mình có thể cứu em trai của mình. Yeah, em trai của mình đã được cứu thoát. Bây giờ em của mình sẽ sang cửa ải tiếp theo. Ôi trời ơi các bạn ơi, có một cái con khỉ độc to đùng ở trên này. Nó lại còn đu dây nữa. Ôi trời, lại còn có một cái con gấu ở trên này, lại còn có một quả bom ở dưới. Bây giờ mình phải làm thế nào ấy nhỉ? Mình nghĩ ra rồi. Bây giờ mình sẽ đợi con khỉ đột sang bên này và cắt dây. Nào, cắt dây đó cho con khỉ đột xuống mà đánh nhau với con gấu. Con gấu đã bị con khỉ đột đánh chết. Bây giờ mình sẽ cắt dây này để cho con khỉ đột xuống. Quả bom nó nổ. Thế là con khỉ đột chết. Mình sẽ giải cứu em trai của mình. Đừng có phải cảm ơn chị nữa đâu. Chị cứu em rồi ấy. Đừng có không cần phải cảm ơn chị đâu nhá. Vì vẻ chị còn tặng thêm cho em quà cơ. Tặng thêm cho em thiệt là giòn tan luôn á. Được rồi, khi mà em ăn thì sẽ kêu biết đi em. Thôi về đi nhá. Ôi trời ơi, mình nói nó không nghe các bạn ơi. Bảo về mà cứ ở đây thôi các bạn ạ. Giờ lại bị trói lên trên đỉnh rồi. Ở cái cửa ải này thì có một chú xã hội đen đứng ở trên, một con gấu ở dưới, một cái bàn nhún rất là to, một quả bom và một quả bóng. Bây giờ mình sẽ làm thế nào nhỉ? Mình biết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt cái bàn nhún này xuống nè, cắt quả bóng cho con gấu đi sang đây. Đó. Con gấu ở trên này nó sẽ đánh nhau với chú này, nó bắn quả bom, bùm, nó xuống dưới là nó cào chú này. Là chú ấy chết, nên cắt chú mình xuống dưới, mình giải cứu em mình. Wow, mình thật là thông minh sáng suốt các bạn ạ. Sang cửa ải tiếp theo. Wow, cửa ải này có vẻ rất là khó khăn đó các bạn ơi. Đúng rồi, trước tiên thì mình sẽ đây, cắt cái quả có những cái trông gai này cho nó rơi xuống cho nó chết con gấu này. Cắt cái bên này trước. Các bạn mà cắt bên này trước là em trai của mình rơi xuống mặt trong này, em trai của mình mất hết các bạn ạ. Rồi bây giờ mình cho xuống đây. Đó, em trai của mình sẽ phải đi nhô lên đây và đi qua cửa. Yeah. Được rồi, bây giờ mình sẽ sang cửa tiếp theo. Wow, ở đây có một cái bạn trai tóc xanh rất là xinh trai. Được rồi, bây giờ mình sẽ cứu bạn này. Wow, bạn hào phóng quá, mình cứu tặng cho mình cái áo. Được rồi, bây giờ mình sẽ cắt bên này của quả bom trước nè, rồi cắt cái này để cho quả bom xuống nó tung cái này nè, để cứu em trai của mình. Wow, yeah. Ôi bạn trai này nè, nhưng mà thôi mình sẽ không nhận nha. Ôi trời ơi các bạn ơi, ở đây nó có một cái gì đây, cái cánh quạt đó, những cái trông gai ở đây mà nó đang xoay. Nếu như mà mình không cẩn thận mình cắt em trai của mình á thì nó sẽ rơi vào cái bàn trông này và em trai của mình tự. Oh yeah!
này mà này cũng khá dễ đấy. Đây được rồi các bạn ơi, cái này có một con dấu ở trên, có một thứ xã hội đen ở dưới, có một cái lưỡi cửa đây và một cái hộp này nhìn như là hộp quà, không biết là hộp gì các bạn nhỉ. Và bây giờ mình phải làm thế nào đây ta? Ôi trời ơi, khó quá. Hay là bây giờ mình cứ cách đợi cười nè. Hả? Nó đã lăn vào cái chú xã hội đen này rồi. Đã chết chú xã hội đen rồi. Bây giờ mình sẽ thả em trai của mình xuống để dụ con gấu sang đây nhá. Là nó đi vào hộp này. Nhỡ đâu có một cái gì nhỉ? Chú làm thử nhá. Trời ơi, tự nhiên có cái bàn tay đấm bốc rồi, thằng này nó đấm vỡ mồm con gấu các bạn ạ. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái tiếp theo. Trời ơi, ở đây có hai chú sáo hội đen. Có một chú sáo đâu, không phải, một chú sáo hội đen và một chú sáo hội xanh. Và một con cá sấu này nghe một cái quả tạ. Chú sáo hội đen đang ném quả lựu đạn, còn chú sáo hội xanh thì cầm kiếm. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? À, có cách rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt chú xã hội xanh xuống nè. Đó, đó để cho cái chú này. Chú ấy... À đâu, chết rồi, làm sao rồi? Nếu như mà thế này thì chú này, chú ấy lỡ nhắm chết cái chú xã hội xanh. Thì bây giờ nếu mình cắt cái này nè, thì là chú xã hội đen này sẽ chết. Thế còn con cá sấu, nhỡ mình thả thằng em mình xuống nhé. Con cá sấu này nó đớp thì sao? Chết rồi các bạn ơi. Thôi mình phải tìm kiếm em trai mình lại đây các bạn ạ. Chị xin lỗi nhá, chịu khó cho cá sấu đớp một lần nhé. Thương quá. Rồi, sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cuối cùng mình cũng chơi qua được chỗ đấy rồi các bạn ạ. À, mình sẽ sang cửa ải tiếp theo. Có một con gấu ở dưới, một chú xã hội đen ở trên này và một cái máy cưa. Bây giờ thì mình sẽ thả chú chã hội đen này xuống này. Đó, đây, đó, thấy chưa? Và con gấu nó sẽ già nó cào chú xã hội đen này. Thế xong bây giờ mình cắt lưỡi cưa này, nó sẽ xuống nó. À, cứ chết con gấu rồi. Bây giờ mình sẽ thả nó ra mình đi. Mặc dù đi nhá, chị cứu rồi đấy nhá. Giờ đi về nhà đi. Trời ơi, cứ làm chị này là chị còn đang ôn thi nữa đó. Bực quá, đi về đây chị sẽ cho ăn mấy cái bánh tét giòn tan. Tét nha. Thành công giải cứu thoát em trai của mình khỏi những cái chú sáo hội đen bắt cóc rồi. Và đây cũng là một trò chơi rất là thú vị để chúng ta giải trí vào những giờ học mà chúng ta thấy cảm thấy căng thẳng. Thì mình cũng chỉ chơi một chút khoảng tầm 15 đến 30 phút thôi, chứ không là mình sẽ quá lạm dụng cái trò chơi này thì mình sẽ trở nên là bị nghiện và có thể là không tốt cho mắt nè, và cũng không tốt cho mình chút nào. Và các bạn cũng thế nha. Được rồi, bây giờ mình đã cứu sống em trai của mình rồi. Vậy thì tạm biệt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng ngôi nhà của Thanh Bang.